Miền Bắc vừa chào tạm biệt bão số 3 Iagi, dự báo mùa bão khốc liệt lại cận kề. Theo cơ quan khí tượng nhận định khả năng số lượng bão áp thấp nhiệt đới trong vòng một tháng tới ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, dự báo thời tiết mưa to lại tiếp diễn nhiều nơi. Chuyên gia dự báo xu thế mưa bão 6 tháng tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo diễn biến ENSO trong 6 tháng tới, từ tháng 9 cho năm 2024 cho đến tháng 2 năm 2025. Đặc biệt, về hiện tượng ENSO, dự báo thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, dự báo hiện tượng ENSO duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 65-75%. Nhận định về mùa mưa bão năm nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào những năm La Nina tác động thì diễn biến mưa bão lũ khốc liệt hơn so với những năm bình thường. Gần đây nhất là năm 2020 cũng có kịch bản ENSO tương đồng khi đầu năm trạng thái El Nino và cuối năm chuyển sang pha La Nina. Năm 2020 là năm kỷ lục của nhiều loại thiên tai. Dự báo thời tiết về hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Theo đó, trung bình nhiều năm có khoảng 5,9 cơn bão xoáy thuận nhiệt đới hoạt động. Dự báo số cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền trong 3 tháng tới có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Điều cần đặc biệt lưu ý trong thời gian sắp tới của mùa bão năm 2024, cần đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, từ tháng 12 đến năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và có thể ảnh hưởng đến đất liền. Ngoài ra, ông Lâm cũng khuyến cáo trong giai đoạn nửa cuối năm, bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, về tình hình hải văn từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 9, do ảnh hưởng của hoạt động gió mùa Tây Nam, bão và áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện sóng cao 2-3m, có lúc trên 3m. Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2024, do ảnh hưởng của hoạt động gió mùa Đông Bắc và sóng lớn, kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão và áp thấp nên ngoài khơi, vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện sóng cao 2-4m, có lúc trên 4m, biển động mạnh. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý các bản tin cảnh báo thời hạn xa thường mang tính chất dự báo xu thế. Vì vậy, để thông tin dự báo thời tiết có cơ sở cao hơn, người dân nên đón đợi những bản tin thời hạn ngắn được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát hàng ngày. Vừa qua, bão số 3 đổ bộ miền Bắc nước ta, nhiều địa phương khác dù không ghi nhận mức kỷ lục nhưng cũng hứng chịu một đợt mưa rất lớn như Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Biển Đông có giải hội tụ nhiệt đới gây gió mạnh giật cấp 9. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đang gây mưa rào và dông ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới. Thời tiết ngày và đêm 15 tháng 9, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Hiện nay mực nước chiều tại khu vực ven biển phía Tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển. Cảnh báo ngày và đêm 16 tháng 9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6. Riêng khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Quần Sa có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió Tây cấp Nam, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1-2,5m. Cấp độ đủ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Diễn biến mới nhất về tìm kiếm nạn nhân vùng lũ Làng Nù.
Công tác cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tiếp tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gây khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm. Trong ngày 14 tháng 9, 100 cán bộ chiến sĩ từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an và hơn 150 người là lực lượng tại chỗ đã đến đây để cùng với các lực lượng vũ trang tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Hai ngày nay tại Làng Nổ trời nắng nóng làm nền đất bị khô và dần nén chặt, khiến việc dò tìm tung tích nạn nhân càng thêm khó khăn. Các lực lượng hiệp đồng chạy đua với thời gian tìm kiếm người dân đang bị vùi lấp, lật từng cây gỗ, bới từng lớp bùn dày, lớp bùn đặc quánh có nhiều vật sắc nhọn nguy hiểm nhưng mọi người vẫn không quản ngại. Anh Trần Văn Mạnh, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên chia sẻ, với tinh thần chúng tôi vào đây là quyết tâm cố gắng tìm nhiều nhất các nạn nhân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất. Tại thôn Làng Nủ, các lực lượng hiện vẫn đang duy trì 17 tổ cơ động tìm kiếm dọc theo suối và 4 vị trí quan sát để cảnh giới và báo động, đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm. Ngày 14 tháng 9 đã tìm thấy thêm thi thể của 3 nạn nhân, như vậy đến nay số người chết là 51 người, 33 người mất tích. Đại tá Phạm Hùng Hưng, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, chúng tôi tổ chức lực lượng dàn hàng ngang, dò tìm lần lượt từng vị trí để phát hiện các hiện tượng ở dưới sủi lên. Thứ hai là dùng chó nghiệp vụ và kết hợp với thiết bị máy móc xác định các vị trí, trọng tâm, trọng điểm để dùng máy múc bùn hoặc khuấy lên để tìm kiếm các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Vào ngày hôm qua, Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã lấy ý kiến người dân về việc xây dựng khu tái thiết nhà ở. Về cơ bản, người dân vùng lũ Làng Nổ nhất trí với phương án khu tái định cư mới. Nhiều hộ dân đề nghị kiến trúc nhà ở theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và sản xuất. Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên cho biết địa phương đảm bảo đầy đủ về cơ sở hạ tầng, mặt bằng để xây dựng nhà cửa cũng như điện nước, đường giao thông để bà con đến nơi ở mới đảm bảo ổn định hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to đến rất to vào chiều tối và đêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 15 tháng 9 đến đêm 16 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Ngày 15 tháng 9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Từ tia chiều tối nay đến đêm ngày 16 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19 tháng 9. Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 9 chi tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mây, chiều và tối, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Phía Nam nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.